Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ phân loại cái đống đồ chơi này và cất vào rổ nha. Bây giờ mình sẽ dọn sơ công trình trước này. Đây là salo. Salo này, lô mặt đường này. Ok. Ok. Tiếp theo là xe trộn này. Trộn bê tông nha. Ok. Rồi. Đây là xe container vào. Xe tải nha. Ok. Xe gấp này. Ok. Xe bút. Đây là xe nâng. Xe nâng này. Bộ sưu tập xe công trình tất cả đều màu có màu vàng. Rất là đáng yêu. Cute. Ok. Xe cậu này. Có thể gấp lại được nè các bạn ơi. Ok. À, đây là một chiếc xe xúc các bạn nè. Xe xúc nè. Ok. Ok. Xúc đất, xúc đá nha. Ok. So good. Rồi. Tiếp theo. Đây cũng là một chiếc xe xúc luôn nè, xe xúc khổng lồ màu xanh này. Cực kỳ đáng yêu luôn. Sắc nét nha. Ok, mình cất vào giỏ này. Tiếp theo, cũng là một chiếc xe xúc các bạn ơi. Xe xúc này màu vàng. To khổng lồ luôn nè. Ok. Đây là xe trộn nha. Xe trộn bê tông nha. Ok. So good. Very nice. Wow. Một đống đồ chơi sắp hết rồi các bạn ơi. Là một chiếc xe trộn siêu to, siêu khổng lồ luôn nè. Wow. Xịn xò chưa các bạn? Cực kỳ xịn sò nha. Chiếc xe tải này cũng là siêu khổng lồ luôn nè. Oh my god. So good. Wow. Khổng lồ luôn. Rồi, ok. Mình bỏ vào giỏ nha. Còn cái đống này nữa. Chắc mình phải đi kiếm cái để bỏ đây. Ok. Bye bye, tí mình quay lại nha.